Cố tri, thân độ bất nhị, giai thuộc cưỡng danh, tịch chiếu đồng thời, phi tư lượng cảnh. Đừng nên suy nghĩ loạn xạ. Hễ suy nghĩ loạn xạ là trật rồi. Có thời gian để suy nghĩ loạn xạ, sao không niệm A-di-đà Phật? Suy nghĩ loạn xạ cũng chẳng dễ gì trừ được. Vì thế Tịnh Tông có diệu pháp, dùng một câu danh hiệu A-di-đà Phật để thay thế suy nghĩ loạn xạ, tốt đẹp hơn. Suy nghĩ loạn xạ nếu chẳng đọa vô minh sẽ đọa trạo cử, luôn luôn tạo nghiệp luân hồi, lục đạo luân hồi. Trong lục đạo chẳng tìm được một câu A-di-đà Phật này. Bất cứ đường nào trong lục đạo cũng chẳng tìm được A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần tương ứng với nơi ấy, sẽ chẳng tương ứng với lục đạo và mười pháp giới. Quý vị nhớ kỹ câu này là được rồi. Trạo cử là suy nghĩ loạn xạ. Hôn trầm là muốn ngủ gà ngủ gật, tinh thần không dấy lên nổi. Hôn trầm là vô minh. Hai thứ phiền não ấy hiện tiền, quý vị hãy khéo niệm Phật, thật thà niệm Phật, dùng phương pháp. Niệm Phật để thay thế phiền não. Lại xem tiếp đoạn dưới. Hữu thường tịch quang tam tự. Câu này vẫn do Ngẫu Ích Đại Sư viết trong Yếu Giải. Ba chữ này toàn hiện Niết Bàn Tam Đức Như Lai Bí Tạng. Trong kinh Bát Niết Bàn nói đến Tam Đức. Tam Đức ấy là bí tạng của Như Lai. Ba đức nào vậy? Tiếp theo là thường, tức pháp thân đức. Pháp thân thường trụ cố. Vì thế một người giác ngộ sẽ không coi thân này là cái thân của chính mình. Gì mới là thân của chính mình? Hết thảy các pháp đều là thân của chính mình. Tâm hiện, tâm là chính mình. Thức biến, thức cũng là chính mình. Tâm là chân tâm của chính mình. Thức là vọng tâm của chính mình. Chân tâm là bổn tánh của chính mình. Vọng tâm là A Lại Gia, là tập tánh của chính mình. Cổ nhân Trung Quốc nói bổn tánh tập tánh. Phật Pháp nói chân tâm vọng tâm. Chân tâm là bổn tánh, vọng tâm là tập tánh. Chân và vọng là một không hai. Giác ngộ rồi thì vọng là chân. Lúc mê chân là vọng. Chân và vọng là một không hai. Giác và mê cũng là một, cũng chẳng hai. Người thật sự giác ngộ, người minh tâm kiến tánh, thân của người ấy là gì? Thân của hết thảy chúng sanh là thân của người ấy. Thân của hoa cỏ cây cối cũng là thân của người ấy. Núi sông đại địa cũng là thân người ấy.
khắp pháp giới hư không giới đều là thân của người ấy. Thân người ấy không đâu chẳng tồn tại, không lúc nào chẳng hiện diện. Tuy nó có sanh diệt, diệt rồi lại sanh. Giống như gì? Thân thể của chúng ta giống như nhau. Thân thể này có bao nhiêu tế bào? Mỗi tế bào này đổi cũ thay mới mỗi ngày. Giống như sinh vật trên địa cầu, mỗi ngày có sanh và có diệt. Đức Phật giảng vô lượng vô biên các cõi Phật trong toàn thể vũ trụ sanh diệt vĩnh viễn chẳng ngừng trong ấy, nên gọi là pháp thân thường trụ. Chúng ta sánh ví thân ấy như pháp thân. Pháp thân thường trụ, cái thân của chúng ta giống như tế bào. Các khoa học gia nói mỗi tế bào có tuổi thọ tối đa là 7 năm. Trong 7 năm, tế bào này diệt, tế bào mới lại sanh ra. Do vậy nói thật ra, thân thể của chúng ta 7 năm là một chu kỳ. Tất cả các tế bào trên thân đều thay đổi. Chúng ta mê hoặc, điên đảo. Vì sao? 7 năm đổi một lần, vì sao chẳng đổi mới? Chẳng đổi lấy cái tốt, cứ phải lấy cái già nua, hư hoại, thân thể càng đổi càng tệ hơn. Đó là gì? Chẳng biết cách. Người giác ngộ cao minh cũng đổi mỗi ngày. Do giác ngộ nên toàn là đổi lấy tốt đẹp, khỏe mạnh. Người ấy chẳng sanh bệnh, chẳng suy lão. Vì sao? Người ấy đổi lấy sự tốt đẹp, chẳng đổi lấy thứ hư xấu. Ai chủ trì sự thay đổi trong ấy? Ý niệm của Phật Bồ Tát tốt đẹp. Cho nên tế bào của các ngài hoàn toàn mới. Hoàn toàn mới là do ý niệm trẻ trung, luôn luôn khỏe mạnh, chẳng ngã bệnh, chẳng đổi lấy tế bào bệnh tật. Tế bào bị bệnh tật là hạng người nào? Tham sân si mạn nghi, nên đổi lấy cái xấu. Tham sân si mạn nghi thảy đều đoạn sạch. Vô tham, vô sân, vô si, bèn thay đổi lấy cái tốt lành. Hoàn toàn thay đổi bằng cái tốt lành. Chuyện là như thế đó. Đây là chân tướng sự thật. Khởi tâm động niệm đều là đại công vô tư. Chẳng vì chính mình, chẳng vì thân này. Vì sao? Vì pháp thân. Chẳng vì nhục thân này, mà vì pháp thân.